sau đó để đến sim. Thì tất nhiên nhạc chúng ta không thể làm gọi là sâu được đúng không? Này là Kamui sâu động tác rồi nha. Đó, đây là Simmy và các bạn ơi. Thật ra cái đoạn này thì Kamui không muốn các bạn tập trung vào Simmy lắm đâu. Kamui muốn các bạn tập trung vào cái anh gọi là kéo xe đẩy anh camera kìa các bạn. Trong MV các bạn sẽ thấy uầy mượt thế nhở, uầy mượt thế. Còn đằng sau thì là có một anh ấy kéo đây này. Đấy là tiếp tục anh kéo đẩy ở kia kìa. Xin chào các bạn, mình là Kamui TV đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nè. Trước khi xem video các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe và đừng quên cái chuông để luôn nhận được thông báo nhá. Và đừng quên ủng hộ Hero Team bọn mình nữa. Và các bạn ơi, trong khi xem này nếu các bạn thấy quảng cáo thì các bạn xem một các mẫu quảng cáo từ 5 đến 10 giây để các bạn có thêm tiền mua cà nốt để ăn sáng nhá. Ok, và chào mừng các bạn quay trở lại với video của Kamui. Trời ơi, các bạn nhìn mặt tôi Kamui nhìn chán đời không? Các bạn biết tại sao? Tại vì tẹo lứa Kamui và Hero Team sẽ đi quay MV Hero đại chiến Free Fire. Và tất nhiên thì đến đấy thì người ta sẽ make up cho nên là Kamui sẽ không cần phải make up nữa, mà đây là mặt mộc của Kamui nha mọi người. Trời đất ơi. Thậm chí miếng son cũng không có luôn á mọi người, nhìn buồn thật sự. Và lúc này là tầm 4 hoặc 5 giờ sáng thì đây là cái túi Kamui phải mang theo để đựng đồ á mọi người. Rồi sau đó thì lên xe thôi. Hero Team mọi người thức dậy thật sự là rất là sớm mà thật sự luôn. Cái hôm trước thôi, cái hôm tối trước là Kamui tầm 2 giờ mới ngủ hay sao ấy. Và nhìn ai mặt ai cũng kiểu bơ phờ. Trời đất ơi, ai cũng thiếu ngủ hết trơn đó mọi người. Rồi, và sau đó thì mọi người cùng lên xe thôi. Và các bạn có để không? Thật ra là nãy giờ ai cũng cầm camera hết trơn đó mọi người. Ok, và đây là khi mà Kamui và mọi người hội chị em lên ngồi xe riêng của mọi người lên xe. Và các bạn ơi, các bạn nhìn nè, Hồ Chí Minh, trời ơi, các bạn nhìn đường thấy không? Trời ơi, cái đường mà nó ít xe mà đi gọi là băng băng, thật sự là đi rất là nhanh và thật sự là rất là thích luôn á. Các bạn có thể thấy được hình ảnh của Kamui ở cái camera của Timmy này các bạn. Đó, các bạn có thấy Kamui không? Đó, các bạn biết Kamui là ai luôn á. Ok, và thật sự luôn đi đường vào cái thời gian này á mọi người, và thật sự luôn đi cảm giác rất là thích luôn á. Không như vào ban ngày, Kamui chả biết đâu, vào ban ngày á đi đường ở Hồ Chí Minh cứ đi một tí lại dừng, đi một tí lại dừng, nên là thật sự luôn Kamui cảm giác đi rất là say xe, tại vì đi nó không được trơn tru. Còn đi vào buổi sáng này á, thứ nhất là hình như là vừa mát này, thật ra còn chút lạnh nữa cơ. Kamui còn cảm thấy lạnh á, tại vì hội chị em kiểu hơi có người bị say xe á, nên là không thể làm một ngồi điều hòa được, nên là có mở cửa. Và thật sự luôn mình cảm giác nó đi nhanh nên là cũng khá là lạnh, nhưng mà thật sự còn hơn là khi mà ngồi trên xe vào cái thời gian ban ngày. Còn đây là lúc Kamui đã make up xong và chị make up đang làm tóc cho Kamui này các bạn ạ. Và thật sự luôn Mui chả hiểu sao, thật sự luôn ở trên gọi là điện thoại ấy, Kamui nhìn thấy kiểu tóc này, uầy ngầu thế nhở, uầy tóc này chắc là sẽ ngầu lắm này. Nhưng mà em xin lỗi là em lựa chọn sai kiểu tóc rồi mọi người ạ. Và lúc này thì Kamui có quay, và sau đó thì Timmy kiểu ủa sao chị quay em vậy? Chị đừng quay em được không? Em chưa make up, em chưa xinh đẹp, chị đừng có quay được không? Đó, và sau đó thì Kamui quay sang mập các bạn ạ. Ngoài và Kamui thật sự luôn, Kamui nghĩ là trong MV đáng lẽ Kamui lên nhắm mắt các bạn ạ. Trời ơi, nhìn Kamui nhắm mắt nhìn đẹp ghê ha. Nhưng mà trời ơi, tiếc quá trời quá đất luôn. Đó, Simmy lúc đấy là kiểu để che cho Kamui ấy mọi người. Đó. Cái lúc này thì Timmy bảo chị đừng có quay em nữa, trời ơi em xấu. Sau đó thì Kamui quay sang mập luôn mọi người. Sau đó thì lúc đấy kiểu lúc đấy thì chị đang lại chải tóc cho Kamui á, tại vì hôm trước Kamui hơi lười gội, tóc là hơi xẹp xuống, là hơi bết á. Nên là chị đang cổ là làm phồng cho Kamui. Sau đó thì tiếp theo là uốn, và sau đó thì mập đã nhìn ra bảo ê cái quay em gì vậy, xong rồi nó còn cố tình làm mấy cái mặt kiểu nó làm cái mặt gì ấy mọi người, Kamui cũng không hiểu luôn á. Trời thề luôn. Nhưng mà kiểu tóc này thì thật ra là cũng không đến nỗi lắm. Thật ra kiểu tóc này là rất là đẹp, nhưng mà vào với mặt Kamui và mấy cái nọng gọi là yêu quý của Kamui thì Kamui cũng không chắc nữa mọi người ạ. Còn đây là hậu trường quay lại mọi người ơi. Kamui quay cảnh đầu tiên các bạn ạ. Sau khi MV ra thì Kamui sẽ gọi là bật mí cho các bạn những cái điều mà Kamui bức xúc về cái đoàn làm phim này nha các bạn. Các bạn không hiểu đâu, em đau đớn lắm mọi người ạ. Kamui là người quay đầu tiên, sau đó đến Ti thì lúc này là Kamui đã đi lên phía đằng trên ngồi á để quay thì Kamui mới quay được Ti. Còn lúc đầu thì chả ai quay cho Kamui hết nên là Kamui không gọi là gì ta, không tiết lộ hậu trường được. Đó, sau đó đến Sam này, hello. Lúc đấy là kiểu Sammy thấy Kamui kiểu chĩa điện thoại ra thì Sammy bảo ê Kamui ơi em nè. Đó, đấy Kamui quay liền và Kamui cũng ơi liền luôn. Trời ơi Sammy thật sự, nhưng Sammy nhìn dáng đẹp thật sự luôn các bạn. Tóc của Sammy nhìn đẹp dã man luôn á. Thật luôn, có lúc này thì Mập đang dạy cho Kamui cách gọi là gì ta? Cách zoom điện thoại á mọi người. Tức là Kamui bình thường, Kamui quay thì Kamui toàn ấn kiểu zoom 1x này, 2x chứ nó không kiểu mượt như kiểu zoom ra, zoom vào đó, ra vào đó. Đó các bạn thấy không? Đó, không zoom được như thế mà Kamui không biết cách zoom á. Thì sau đó thì Kamui bây giờ đã biết rồi. Còn lúc này là lúc Sammy kiểu đang quay cái phân đoạn của Sammy á. Nhưng mà tất nhiên là thì nó thế nào ta? Cái này thì tất nhiên nhạc thì Kamui không thể làm mà sâu được. Kamui chỉ sâu một chút cảnh quay này của từng người thôi. Đó, đó, trời ơi Sammy thật sự luôn các bạn, ngầu lắm luôn á. Sau đó để đến Sim thì tất nhiên nhạc chúng ta không thể làm gọi là sâu được đúng không? Này là Kamui sâu động tác rồi nha. Đó, đây là Simmy và các bạn ơi. Thật ra cái đoạn này thì Kamui không muốn các bạn tập trung vào Simmy lắm đâu. Kamui muốn các bạn tập trung vào cái anh gọi là kéo xe đẩy anh camera kìa các bạn. Trong MV các bạn sẽ thấy uầy mượt thế nhở, uầy mượt thế. Còn đằng sau thì là có một anh kéo đẩy. Đấy là tiếp tục anh kéo đẩy ở kia kìa. Đó, và đây là cảnh quay của Shiro. Cảnh quay của Shiro thì Shiro rất là ngầu. Nên là các bạn nghe nhạc của mạng xã hội coi như là kiểu ngầu vào nha các bạn. Trời ơi ngầu quá trời luôn thầy các bạn. Ở trong MV này thật sự luôn Shiro là người ngầu nhất luôn á. Và đây là lúc tầm bao nhiêu ta, tầm chiều 5-6 giờ rồi các bạn ạ. Lúc đấy cũng tầm khá là tối rồi á. Thì lúc đấy là Kamui có ngồi riêng. Thật sự là mỏi chân lắm mọi người. Kamui đi giày cao gót ra nên là mỏi chân, nên là tìm được chỗ là ngồi thì ngồi thôi. Còn chỗ góc đằng kia kiểu có Sim, có Sam mà mọi người đứng ở tít đằng trong góc một cái đèn vàng như kìa. Là lúc đấy là mọi người đang chụp để cho để đăng tạo những cái hình á. Và sau đó thì mọi người có đăng lên gì ta, đăng lên Facebook này, rồi đăng lên kiểu đăng lên tab cộng đồng các bạn. Đó, và lúc này thì trời ơi make up của tôi cũng trôi trôi đúng không ta? À không, hình như chưa trôi đúng không? Chưa, trời ơi Kamui ăn bao nhiêu đợt son môi nó hỏng cứ trôi đi mọi người. Trời ơi. Còn đằng sau thì là các chị make up, các chị cũng ngồi nghỉ một chút trong thời gian chờ đợi set up quay á. Thì lúc này đang set up cảnh quay khác. Lúc này thì đã quay xong rồi, mọi người chuẩn bị về. Thì con gái đi xe riêng đúng không? Và các bạn nhìn Sam với Phong lại tiếp tục cho ăn cẩu lương kìa các bạn ơi. Ở đây chúng tôi có rất nhiều người FA hai bạn à. Hai bạn có thể đừng như vậy được không? Rồi sau đó thì Mập thấy thế mà này thì cẩu lương, sau đó trời ơi, nhìn mặt Phong ác dễ sợ luôn mà. Các bạn thề luôn các mọi người. Đấy, rồi sau đó thì Mập à, chết em này. Đó, đấy là trêu thôi nha mọi người. Ok. Và sau đó thì sau khi mọi người về, thật sự luôn lúc đi thì lúc đi tất nhiên là tốc độ nhanh nhưng mà vẫn cảm thấy khá lâu. Nhưng mà lúc về các bạn thật sự là về rất là nhanh á. Một số hình ảnh mà Hero Team đã quay và đăng lên TikTok. Thì có bạn nào đã xem những cái video TikTok này chưa ta? Thì Kamui đã cho các bạn xem rồi nha. Còn cái đoạn lần sau này thì là nhạc bản quyền đó mọi người, nên là Kamui tắt tiếng và Kamui nói chuyện với mọi người. Còn lúc này thì là kiểu từ qua TikTok của Sam này, Phong này, Kyron này, rồi TikTok của mọi người nữa. Và ok các bạn ơi, và video của Kamui đến đây là kết thúc rồi này. Và các bạn hãy hóng chờ cái MV Hero Đại Chiến Free Fire vào 17 giờ ngày 14 tháng 2, tức là chỉ còn 2 ngày nữa thôi nha các bạn. Và các bạn hãy cày view cùng với Kamui nha. Và video của Kamui đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy thích này thì các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe và đừng quên cho để luôn nhận được thông báo nha. Và đừng quên ủng hộ cho Hero Team bọn mình nữa. Và video của Kamui đến đây là kết thúc. Trời đời này trắng mây đen, khi đến thắng thì là cả nhắc. Anh em sống chết có nhau như mặt trời luôn song hành mặt trăng. Và đó là anh em tốt, sống kiếp này không chờ kiếp sau. Tao vẫn thường nói cứ đi, rồi tới ngày mình sẽ gặp được nhau. Và nếu hôm nay mày sai thì ngày mai ta cùng nhau làm lại. Tương lai phía trước còn dài, fan Hero thì để lại một like. Và đó là anh em tốt, chơi vì tin chứ không vì tiền. Bọn ta không mong được nổi tiếng, chỉ mong chơi chung không vì sĩ diện. Nếu thành công tánh hằng cùng hưởng, không có tư tưởng bỏ rơi thằng nào. Mà lỡ thất bại cũng chẳng làm sao, cùng nhau bước tiếp trường ngày bắn pháo.